Len mình sử dụng đó là len mưu bò. Gồm màu xanh là cây, màu đen và màu trắng. Kim móc thì mình sử dụng kim 2,5 mm. Kim khâu len. Và ghim đánh dấu. Và đầu tiên mình sẽ móc phần mí mắt. Phương pháp móc đó là quay mảnh móc. Các bạn lên cho mình 19 mũi bính. Sau khi móc được 19 mũi, các bạn đánh dấu vào cho mình cái chân phía đằng sau lưng. Cái hàng chân móc này chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ móc vào cái hàng chân móc này nhé. Các bạn đánh dấu vào chân thứ 19. Sau đó lên tiếp tục 4 mũi bính. Và móc vào cái chân mà ta vừa đánh dấu. Một mũi kép. Ta đánh dấu vào chân đầu tiên. Sau đó, các bạn móc cho mình tiếp tục toàn bộ mũi móc vào cái chân phía đằng sau này, móc toàn bộ mỗi chân một mũi kép cho đến hết hàng. Và đây là mình đã móc đến cuối hàng. Tiếp theo lên 2 mũi móc xích. Các bạn dùng đánh dấu và đánh dấu vào cái chân móc xích thứ hai. Đây cái chân này. Để ha lăn ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc vào cái chân này. Sau đó quay ngược mảnh móc lại và chúng ta sẽ móc như bình thường. Chân đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Toàn bộ chúng ta đều móc bằng mũi kép đơn nhé. Sau đó, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến chân cuối cùng. Đến chân cuối cùng, tiếp tục móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn. Sau đó, ta sẽ móc vào ba cái chân móc xích này. Ta sẽ móc vào ba chân mà khi nãy cái hàng đầu tiên ta lên 4 mũi móc xích đó. Ta sẽ móc ba chân móc xích này là một mũi giảm. Lấy len, đâm kim vào chân móc xích đầu tiên. Tiếp tục lấy len đi qua hai đường tròn trên kim, lấy len đâm kim vào chân móc xích thứ hai, đi qua hai đường tròn, tiếp tục lấy len đâm vào chân móc xích thứ ba.
Và sau khi trên kim ta còn lại 4 chân thì ta sẽ lấy len và đi qua 4 chân vòng tròn trên kim đó. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Và dùng đánh dấu vào chân móc xích thứ hai này. Tiếp tục quay ngược mảnh móc lại và ta móc như bình thường. Chân đầu tiên ta cũng lại giảm mũi như hàng đầu tiên. Tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến hai chân cuối. Còn lại hai chân cuối này cộng với một chân móc xích mà khi nãy ta vừa đánh dấu đây, ta sẽ móc lại thành một mũi giảm. Lấy len và đi qua hết 4 đường tròn trên kim. Như vậy là ta đã móc xong được 3 hàng móc. 1, 2 và 3. Đến đây thì các bạn sẽ cắt len và móc hai cái như thế này. Và tiếp tục mình sẽ móc cái loại thứ hai thì 3 hàng đầu tiên sẽ móc tương tự như cái này. Cho nên là mình sẽ móc luôn vào đây. Và đây mình chính sẽ là móc luôn loại vào đây mi và mắt bây giờ mình sẽ móc lên thứ nhất. một hàng nữa, Các bạn tiếp tục móc cho mình lên hai hai cái mũi như móc thế xích. này. Và chân đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ giảm. Chúng ta sẽ móc giống như hàng thứ ba. Các chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép cho đến hai chân cuối. Và đến hai chân cuối này, ta lại móc cùng với chân móc xích mà khi nãy ta vừa đánh dấu, móc lại thành một mũi giảm. Kết thúc kéo và cắt len, các bạn để chừa ra khoảng 30 cm len để lát nữa chúng ta dùng để khâu. Và đây là mí mắt với 4 hàng móc, thì loại này các bạn móc cho mình 4 cái. Và sẽ móc 2 cái với 3 hàng móc. Và bây giờ mình sử dụng kim để khâu cái phần len này vào để tạo cái độ rút của cái mi mắt này. Chúng ta khâu vào hai cái mũi móc này và luồn len qua hàng móc trên. Chúng ta khâu hết, khâu cả xuống dưới bên dưới này. Đó, chúng ta tạo cái độ rút, độ cong cho mí mắt
Và để lát nữa là chúng ta sẽ úp vào cái phần lòng trắng của con mắt. Và tiếp tục giấu phần len thừa này đi. Tương tự làm với các mí mắt còn lại. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần bịt mắt. Thì cũng tiếp tục móc bằng phương pháp quay máy móc. Các bạn móc lên cho mình 31 mũi móc xích. 31 mũi nhá. Và tương tự như khi nãy thì ta sẽ tiếp tục móc vào đường móc phía sau. Đấy, ta móc vào cái chân phía sau này. Và ở phần này thì ta sẽ sử dụng toàn bộ bằng mũi móc đơn. Được 31 mũi móc xích. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và móc vào chân bên cạnh một mũi móc đơn. Các bạn nhớ móc chân phía sau. Cái hàng phía sau. Và tiếp tục móc mỗi chân một mũi móc đơn cho đến hết hàng. Và đây mình đã móc đến cuối hàng. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược mảnh móc lại. Và tiếp tục móc vào các chân như bình thường. Thì chân đầu tiên, các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn. Tức là chân đầu tiên ta sẽ tăng mũi. Và các chân còn lại, mỗi chân một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng. Đây mình đã móc đến chân cuối cùng. Tại chân này, ta tiếp tục tăng mũi, móc vào đó hai mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược mảnh móc lại để tiếp tục hàng tiếp theo. Tại hàng này, chân đầu tiên ta vẫn sẽ tăng mũi, móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các chân còn lại, mỗi chân một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng này. Mà việc của ta tăng mũi như vậy là để tạo cái độ vát của cái góc của hai góc hai đầu này. Đây chính là cái độ vát, nó sẽ không bị vuông góc thì nhìn nó sẽ xấu hơn. Tiếp tục móc hết hàng đến chân cuối cùng. Và đến chân cuối cùng ta tiếp tục tăng mũi, móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược mảnh móc. Như vậy, ta đã móc được 3 hàng móc. Từ hàng thứ 4 cho đến hàng thứ 15, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta giữ nguyên số móc, không tăng mũi nữa. Và số mũi ta thu được đó là 35 mũi. Và đây là mình đã móc xong 15 hàng móc. Bây giờ các bạn đếm cho mình từ chân đầu tiên của đầu bên này vào 15 mũi móc. Đây là chân thứ 15. Và đánh dấu chúng ta vào đánh chân dấu thứ 15 vào chân này. Tương tự đầu bên này cũng vậy. Đếm vào 15 mũi móc. Đếm từ đầu bên này vào 15 mũi. Tiếp tục đâm kim vào và móc móc lên một mũi móc xích rồi quay ngược máy móc lại. Và tại đây thì chân đầu tiên thì các bạn lại móc cho mình một mũi giảm. Sau đó 11 chân tiếp theo, mỗi chân một mũi móc đơn.
Và còn lại hai chân này thì ta sẽ móc một mũi giảm. Tức là đến chỗ này ta chỉ móc đến chân thứ 15, chân mà ta vừa đánh dấu. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược lại tiếp tục hàng tiếp theo. Tiếp tục hàng tiếp theo thì chân đầu tiên ta lại móc một mũi giảm. Chín chân tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Còn lại hai chân cuối cùng, ta sẽ móc một mũi giảm. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược, tiếp tục hàng tiếp theo. Tiếp theo chân đầu tiên ta vẫn móc một mũi giảm. 7 chân tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Và còn lại hai chân cuối cùng, ta sẽ móc một mũi giảm tiếp theo. Kéo và cắt len. Đầu bên này ta sẽ kết thúc. Tiếp theo móc tương tự với đầu bên kia cũng như vậy. Chân đầu tiên thì ta đều giảm mũi và móc lên 3 hàng móc tương tự như như đầu bên kia. Ta sẽ đâm kim vào chân thứ 15 và móc len. Chân đầu tiên ta sẽ vẫn giảm mũi và tiếp theo 11 chân, mỗi chân móc một mũi móc đơn, còn lại hai chân cuối cùng tiếp tục móc một mũi giảm. Cứ như vậy, ta sẽ móc giống như đầu bên kia. Và chúng ta sẽ móc hai chiếc giống nhau. Dùng kim khâu để giấu phần len thừa đi. Và tiếp theo là đến phần nhãn cầu thì gồm có một lòng trắng, một lòng đen và một tròn trắng như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ móc lòng trắng trước. Tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật 7 mũi móc đơn. Hàng thứ hai, mỗi chân móc 2 mũi móc đơn chung chân, tức là tất cả các chân ta đều tăng mũi. Kết thúc hàng thứ hai, ta sẽ được 14 mũi. Tiếp tục hàng thứ ba, ta sẽ móc theo công thức một đơn một tăng. Tức là chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn chung chân và ta cứ lặp lại công thức như vậy cho đến hết hàng. Tiếp theo hàng thứ tư, móc theo công thức hai đơn một tăng, tức là hai chân đầu tiên mỗi chân một mũi móc đơn, đến chân thứ ba móc hai mũi móc đơn chung chân, hai chân tiếp theo móc hai mũi móc đơn, chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn chung chân, cứ như vậy cho đến hết hàng. Tiếp tục hàng thứ tư, móc theo công thức 3 đơn 1 tăng. Tức là ta sẽ móc 3 chân mỗi chân 1 mũi móc đơn, đến chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn chung chân và ta cứ lặp lại công thức như vậy. Cứ 3 mũi đơn rồi đến 1 mũi tăng. Tiếp theo hàng thứ năm, hàng này ta tiếp tục tăng mũi và móc theo công thức đó là 5 đơn 1 tăng. 5 mũi đơn liền nhau rồi đến 1 mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức như vậy cho đến hết hàng. Và đây là mình đã móc xong 5 hàng móc từ hàng thứ 6 đến hàng thứ 8. Các bạn móc cho mình mỗi chân 1 mũi móc đơn, tức là ta sẽ không tăng mũi nữa.
Và đây mình móc xong 8 hàng móc, tiếp tục sang hàng thứ 9. Thì đến hàng thứ 9 này chúng ta sẽ giảm mũi. Và các bạn móc cho mình theo công thức đó là 4 mũi đơn rồi đến 1 mũi giảm. Tức là 4 chân đầu tiên mỗi chân móc 1 mũi móc đơn, rồi ta sẽ móc 1 mũi giảm ở chân thứ 5 và chân thứ 6. Tiếp tục cứ lặp lại công thức 4 đơn 1 giảm cho đến hết hàng. Kết thúc 9 hàng móc thì ta đã hoàn thành được là lòng trắng. Các bạn dùng kim khâu len để giấu vào len thừa đi. Và bây giờ mình sẽ đi móc phần lòng đen này. Thì phần này cũng đơn giản thôi, cho nên là mình sẽ đọc cách móc nhé. Đó là đầu tiên ta tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật 8 mũi móc đơn. Đến vòng thứ hai ta sẽ tăng tất cả các chân, mỗi chân móc 2 mũi đơn trong chân. Đến hàng thứ ba ta sẽ móc theo công thức 1 đơn 1 tăng, tức là chân đầu tiên ta sẽ móc 1 mũi đơn, đến chân thứ hai ta sẽ móc 2 mũi đơn trong chân, và ta lặp lại công thức như vậy cho đến hết hàng. Và kết thúc hàng thứ ba thì ta đã hoàn thành được cái phần lòng đen này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khóa mũi cuối cùng. Khi ta móc đến chân cuối cùng, ta sẽ cắt len và kéo hết len. Sau đó đâm chân kim vào cái chân đầu tiên, kéo len qua. Kéo hết len qua nhé. Sau đó đâm vào nửa chân đằng sau của cái chân cuối cùng này. Các bạn nhớ nhá, cái nửa chân đằng sau. Sau đó kéo len qua. Đó, như vậy là ta khóa được cái mũi. Nó đều tròn, đều các mũi như nhau. Dùng kim và ta giấu cái phần len thừa này đi. Tiếp tục đến cái chấm tròn trắng này. Thì các bạn chỉ cần tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật 8 mũi móc đơn, khóa vòng, như vậy là ta đã xong. Tiếp theo dùng kim khâu len và khâu các phần lại với nhau. Và tiếp theo đính hai con mắt vào phần bịt mắt. Chúng ta dùng kim khâu len và khâu đều hai con mắt vào hai bên đều nhau nhé. Tiếp tục là đến phần mí mắt. Thì các bạn sẽ dùng sợi dây rút lại để cho úp vừa cái con mắt. Và sau đó chúng ta sẽ dùng kim để đính nó lại. Và đây mình đã đính xong hai con mắt. Tiếp tục ta sẽ dùng cái phần bịt mắt còn lại. Và chúng ta sẽ khâu lại, ráp nó lại như thế này. Dùng kim móc và chúng ta sẽ móc vòng quanh bằng mũi rời. Và đây mình đã hoàn thành xong phần bịt mắt. Còn phần chun thì chúng ta có thể dùng dây buộc hoặc chun khâu vào phía sau này, sao cho vừa với vòng đầu của mình. Và phần chun của mình thì mình sẽ làm sau. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Rất mong được sự góp ý của mọi người để video tiếp theo mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.